trong nữa không có kết quả, trong thời gian nghỉ người ta hồi phục với cả đau quá, người ta hồi phục
tiêm tiêm trực tiếp vào thủy xâm, thủy xâm xâm vào huyệt đấy. Thì cô sẽ nhận thấy kết quả nào? Bây giờ mình quan sát này. Quan sát hai bên đấy. À, thì khi mà bị liệt mặt ấy, thì cái bên liệt ấy, nó sẽ không nhắm vào được, mắt không nhắm được. Và khi mà mình uống nước ấy, thì cái nước nó sẽ bị chảy ra từ bên miệng, quan sát này không nhắm mắt này, nhắm mắt đấy. Thì mình thấy là bên này mặt nhắm không kín, thì bên này chính là bên liệt, tức là dây thần kinh không kéo kín được. Và bên miệng này, chỗ này nó sẽ bị kéo xuống, tức là hoàn toàn bên liệt thì nó sẽ bị sệ xuống. Chính vì bên này nó liệt nó không kéo tận được, dẫn đến bên này nó khỏe, nó sẽ kéo hết sang bên này, kéo hết sang bên này. Đấy, thì bây giờ nhiệm vụ của mình là gì ạ? Là làm cho cái mắt này nó nhắm kín được và bên này nó không bị sệ xuống như thế này. Đấy, nhiệm vụ của mình. Thì thực ra là nó có rất nhiều nguyên nhân, nếu mà theo đi nguyên nhân do chấn thương ấy, là mình điều trị sẽ khó chấn thương, hoặc là nguyên nhân là do virus mình làm khó. Còn nếu nguyên nhân là gì ạ? Bác sĩ nói cô là bị nói cổ vai gáy này thì mình làm dễ. Còn nguyên nhân là do lạnh sau một đêm hoặc là do trúng gió thì mình lại làm dễ. Tức là nó sẽ phân ra các nguyên nhân rất rõ ràng. Thì ở ngoài kia thì thực ra là đây là mình hỏi rõ ràng thì mình biết vậy. Ngoài kia thì cứ thấy liệt mặt thì cứ thấy chữa rồi. Tuy nhiên nó sẽ dẫn vẫn rơi vào các trường hợp mà mình chữa không được là như vừa rồi đã nói. Thế thì mình phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân đó là gì, cái nào thì làm được và cái nào không làm được, đúng không? Thì mình biết là mình thất bại, mà không phải do thất bại, mà do cái đấy mình không làm được, thì mình biết là mình không chữa được. Chứ còn không thì đôi khi mình vẫn làm từ mù là mình chữa mãi, tại sao những trường hợp chữa tốt thế, nhanh thế, những trường hợp mãi mình không khỏi, hay là có phải là do ăn lộc thánh phục gì không? Đó, chuyện đó đều có nguyên nhân, đều có kết quả rõ ràng. Bây giờ thì những trường hợp của cô thì mình sẽ làm được, khắc phục được. Còn làm được đến đâu thì cái thời gian trả lời. Đúng là mình cũng không biết chắc được mình đến đâu là trong bao lâu thời gian. Tuy nhiên mình cần thời gian cho là gì ạ? Trong một tháng, cho phép mình trong một tháng. Tức là thời gian mình sẽ định trước được một tháng. Còn có thể như em trai mắc ghế là chỉ cần nghe lời đầu tiên, một tuần hai tuần đã xong rồi, đúng không? Đấy là mình ước lượng trước như vậy. Thế bây giờ mình sẽ phải làm gì? Mình sẽ dùng các dụng cụ từ chẳng này, mình sẽ tác động vào vùng đầu này, vùng đầu này, khai thông vùng đầu. Khai thông tức là sự tác động qua lại, tức là vùng đầu này. Sau đó là gì ạ? Mình sẽ tác động vào vùng cổ hay gáy này, là đánh phụ trợ thôi, đánh hỗ trợ thôi. Sau khi tác động vùng đầu của bên này rồi, sau đó mình sẽ tác động trực tiếp lên vùng mặt và các kỹ thuật của chân. Đấy là các nước mình đặt. Bây giờ chúng ta xem là chúng ta sẽ làm thế nào. Cô tưởng thêm thời gian không cô bỏ cả ngoài ra. Ngày mai cô bỏ cả ngoài quá phong trăng luôn, làm dễ. Đi mà sợ gió thì quý. Đúng rồi, sợ gió, sợ nước. Sợ lắm, sợ gió rồi. Bây giờ cô tôi dán cửa quạt không? Dán cửa yêu tôi. Mà chỉ xe máy vào cái vật đi gió này là nó vào. Không mắt có những người chỉ lái xe đi đâu đấy về cái là nhìn mặt là liền. Những người ngủ dậy. Thần kinh nó đỡ căng thẳng. Thì khi bệnh nhân người ta có bệnh thì người ta cũng
lo âu. Em cảm thấy cô nói của đấy nó lúc chỉ ngồi trực chảy nước mắt. Cô là cô bình thường thôi. Còn em bắt kế được 37 năm, em bắt trường được 37 năm, đi khắp các nơi để trải chán cô thì chỉ có là gì. Cả cuộc đời mà chấm chọi với nó. Chưa thì lâu thế mà gặp những người phương pháp ở trong một số bài rồi. Đấy, cho nên mình cào xong một ngày. Bây giờ bác ngồi quay lên ra phía sau. Đầu tiên là tính an toàn, có an toàn không?
Nó đấy hoàn toàn là chữ con tôi chỉ làm trên mặt da không đưa gì vào người bệnh nhân sẽ an toàn, rất an toàn đúng nào. Rồi thứ hai nữa các bác có thấy nó đơn giản không? Các bác có thể làm được không? Làm được. Thứ hai là đơn giản. Thứ ba là mình xét hiệu quả. Hiệu quả thì sẽ quan sát xem như thế nào. Đấy. Đơn giản, an toàn, đơn giản, hiệu quả. Làm mọi thứ chỉ cần ba cái này. Mình sẽ chặt hoàn toàn đáp ứng được ba cái tiêu chí này. Rồi tiếp theo này. Mình cho cuộc sống ở giữa này, làm hai bên này. Thì nếu các bác làm được cái này hàng ngày, mỗi lần làm 3 lần cái này, đảm bảo các vấn đề của thoái hóa sẽ không bao giờ có. Nếu mà làm từ hồi trẻ thì yên tâm. Thoái hóa là gì? Nó diễn ra trong một quá trình dài. Máu huyết nó không lưu thông, hoặc là ngồi làm việc cũng yên được tư thế quá lâu, máu huyết nó không tới được, nó sẽ dẫn đến thoái hóa, rất co cứng. Mình cứ làm đều đặn hàng ngày là đến đâu được. Rồi mình đã thấy được không đều chưa? Nhanh cũng là nó rất đều và có những cái năng này hỗ trợ mình và bệnh nhân không cảm thấy đau một cái rất đúng là không để lại hiệu quả gì cho bệnh nhân. Quan trọng nhất đầu tiên vẫn là yếu tố an toàn rồi mình mới tính đến hiệu quả sau là an toàn đơn giản hiệu quả. Rồi bây giờ bác quay về phía trước. Như vậy mình đã giải quyết xong những cái hạt lực cận, bây giờ mình sẽ đi vào cái hành trình. Cái thằng này quan sát bên này mình sẽ tác động chủ yếu. Thế thì bây giờ mình sẽ phải làm cái gì? Mình sẽ khai thông cái vùng bên không liệt này để cho giãn ra và mình khai thông cái vùng bên liệt này để nó co vào. Mục đích chính của mình bây giờ là gì ạ? Cho bên này nó co vào để nó giãn ra. Đó, ở cả cái bên. Thì dùng cái lăn tinh dò đi. Bước thứ nhất cào đầu, bước thứ hai là cổ cánh này, bước thứ ba dùng cái giỏ đinh, dùng giỏ đinh này, giỏ đinh quan khắp mặt cái bên không bị liệt ấy, có thấy đau không? Giỏ đinh ạ, mình sẽ kéo nó sang cái bên 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 xa chỗ này, kéo xuống tại vì nó đang co lên, mình sẽ kéo xuống nha. Thì đến nữa các bác sẽ học, các bác sẽ thấy là gì, cái âm thì nó tán ra, tức là dùng cái đinh này lăn thì nó sẽ giãn này. Thì mình cứ lăn như này khoảng 1 phút, sau đó nghỉ làm lại 3 lần như vậy, tức là mất khoảng 3 phút. Bây giờ sao? Thì mình sẽ thấy là rất là nhẹ nhàng, không có đau đớn gì. Xong bây giờ mình sẽ dùng bên này, dùng cái sừng này. Mình sẽ kéo. Đây là lăn cầu gai đôi nhỏ. Lăn cầu gai đôi nhỏ. Nó có tinh dương là ấm và nó là co cái vùng này. Kéo từ dưới lên trên. Tại vì nó đang sẽ xuống mắt. Đấy, kéo từ dưới lên trên. Và từ bên không liệt sang bên liệt. Có thể sao mà nó nóng mắt lên. Có thể đau không? Không thể đau gì cả. Tức là mình thường xuyên chạy đổi với bệnh nhân. Rồi, xong rồi đấy, bây giờ mình sẽ dùng búa. Búa này. Mình sẽ dùng cái đầu đinh này. Với cái gì đinh ấy, đinh thì mình gõ sang cái bên công liệt. Gõ khắp này. Này thì nó hơi đau đau. Đây, gõ khắp cái mặt này. Gõ bên công liệt bằng cái đầu đinh này. Đây là búa nhỏ. Cái này rồi, xong rồi dùng đầu gôm này, cái đầu gôm này, gõ kỹ cái bên
thời, tại vì nó đang nhắm công kích mà. Chỉ hơi sùng một tí nữa thôi. Mình hơi này dần dần cái sưng nó sẽ to. Kỳ diệu quá. Tiếp tục hơi này, hơi như thế khoảng 3 lượt. Hết một lượt rồi, bây giờ hơi tiếp này.
không về nhớ là rửa mặt bằng khăn nước ấm nhé, khăn ấm. Ra ngoài phải bịt mặt mà tránh gió, tránh nước. Hay hơn thế này là theo chuẩn huyện không cần đâu bác, cứ hơ kín mặt ra xong hơ từ dưới lên trên. Thank you.
trực tiếp luôn nhỉ? Đấy, hôm nay là mình đến trực tiếp là mình sẽ dán thực ra mình sẽ dán vô chiêu, mình sẽ tìm vào điểm đau. Là nghe nhỏ quá thầy ơi, mình sẽ vào tìm điểm đau, nên thấy chỗ nào đau thì dán vào. Nó có một cách nữa là mình dán theo hàng lối, nhưng mà mình thấy là cách dán vô chiêu ấy là nhanh. Vô chiêu tức là gì ạ? Nó không có phác đồ, không theo cái gì hết. Vô chiêu. Vâng, mình cứ dò trên mặt da này. Vô chiêu ạ. Vô chiêu. Vô tức là không. Chiêu tức là không có cái chiêu hết. Tức là nó không sắp xếp theo đường lối, không theo hàng lối, không theo về. Và mình cứ dò đây có cái điểm khác thường mình dán lên. Rồi sau mình sẽ học cái này, nó có điểm nó sật sật, nó hoặc nó nổi cục. Có người về điểm huyệt tí nữa lại tím hết cái chỗ đấy. Mọi người mới nhìn hai con nó đâu, bắt đầu từ lúc mà học là thầy dạy chi tiết. Sau mình sẽ có các bước thực hành hết, bây giờ mình sẽ quan sát, mình hiểu được toàn trình của diễn trận là như thế nào. Cô cao của cô đã là để mình sử dụng qua hết các kỹ thuật. Mọi người sẽ hình dung cái bản trình đó. Dán cao này lâu lắm, thầy lên chuyên nghiệp với mình luôn là hàng tiếng. Thầy đánh bạch đây, thầy thấy chỗ nào gần gần thầy biết. Cô ơi là xong khỏi cô ra đây ngồi học luôn cô nhỉ? Cô đăng ký học. Cần làm mấy lần thầy ơi? Chữa
mở cửa hàng được. Vâng, người ta chỉ cần bài thuốc gia truyền chỉ có một bài thôi. Là thôi là đủ rồi. Một bài chuyên gia đó nhá. Đúng rồi, gia truyền người đầu. Gia truyền người đầu. Gia truyền người đầu. Tốt rồi. Trong khi đó diễn trận chữa rất nhiều. Rất nhiều bài. Rồi bây giờ mình nghỉ vài phút nha, để sau đó mình tiếp tục trở về nhà.